Chào anh. Chào anh. Nè, tôi thấy ở đây cũng được đó. Anh thường tới đây lắm hả? Cũng thỉnh thoảng thôi. Hả? Thỉnh thoảng. À. Vô. Cái chuyện lần trước á, tôi chưa có dịp cảm ơn anh. Hôm nay tôi hẹn anh ra đây, anh em tâm sự cho vui. Có gì đâu, chuyện nhỏ mà. Đối với anh á là nhỏ, còn đối với tôi á là lớn, hiểu không? Vô. Vô. Toilet ở đâu? Hả? Toilet ở đâu? Hả? Hướng này, hướng này. Cảm ơn nha. Ừ. Hướng này, bên đây, đúng rồi. Vô. Vô. À, tôi xin lỗi nha. Ok. Mời em. Mời anh. Anh ra nhảy với em nha. Em cho anh nóng quá à. Hả? À. À, đi ăn. Hả? Khi mà tôi xin lỗi cậu, tôi cũng vì bị người ta ép buộc thôi. Cảm ơn. Vui lên. Ra dậy đi. Ừ, đi.
Anh yêu, đi đâu mà vội vàng quá vậy? Còn sớm mà. Ờ, trễ rồi, tôi phải đi. Ủa, rồi còn em sao anh? Ờ, cô tự bắt taxi đi. Anh, taxi cho bé yêu đâu? Nè, xin lỗi, tôi quên. Khách nào cũng quên như anh á, thì chết tụi em á. Nhưng mà phải nhớ, chưa bao giờ gặp tôi. Ok, không có bé yêu gì ở đây hết. Vậy bé yêu là gì? Hôm qua anh gọi em đó. Nè, em thích cái nickname đó rồi đó nha. Mà nè, hôm qua anh tuyệt vời lắm á.